And then I hear this voice.
like you want to cry. Tears of joy for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the highest power. In lonely hours, the tears devour you. I wanna stay. Cử một đại biểu lên để nhận lễ và họ nhà ta tôi cử một người lên để làm lễ. Nhà gái chúng tôi là xin nhận lễ của các ông. Thì có lẽ là xin mời bà mẹ của cháu Minh lên là coi như nhận lễ trực tiếp được cái. Miếng trầu
miếng cao ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khan khiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khan khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau. Tình đắng duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ha 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 ha. Thank you.
cho buổi đón dâu theo đúng nghi lễ. Tôi xin phép là các ông các bà nhà trai sắp xếp cho hai cháu lên thắp hương để thần tái với gia tiên, trình báo gia tiên là cho các cho cháu chính được phép nhận cô dâu đem về nhà trai. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau. Mời tất cả các quý vị, cả nhà trai nhà gái uống nước để chứng kiến cho là vừa rồi hai cháu đã thắp hương khấn thở bàn thần gia tiên và có lời nguyện và cuộc sống xây dựng cuộc sống thủy chung sau này. Thế bây giờ là tôi xin mời nhà trai phát biểu. Qua sự tìm hiểu của hai cháu Thính và cháu Minh, được sự đồng ý của hai gia đình ông Châu và Thi, ông Đăng và bà Bình, cùng với sự đồng ý của chính quyền địa phương, hôm nay hai họ nhà trai và nhà gái tổ chức ngày đại tế cho hai cháu. Bây giờ là giờ đẹp, và nhà trai chúng tôi đã đến để làm các cái thủ tục đưa cháu rể lên làm lễ gia tiên, và xin mời các cụ công bà xây trời uống nước để vui cho hai gia đình và các cháu. Bây giờ nhà gái chúng tôi là xin mời các bác bà là cùng uống nước. Thì chúng tôi cũng đến giờ thì như các ông các bà đã tự chọn, đến giờ thì chúng tôi gia đình chúng tôi cũng đồng ý để các ông các bà rước cô dâu về bên nhà trai. Còn bên nhà trai chúng tôi cũng xin có một cái đoàn đại biểu đi theo khoảng 20 người. Các ông các bà bên nhà gái là cũng cho chúng ta phép chúng tôi là đưa cháu về tận nhà bên nhà trai. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Chúng ta gần nhau phút giây còn mãi.
sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo than đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu. Kính thưa các cụ, ông, các bà, cô bác, cho dì, con liên hai họ, nhà trai và nhà gái. Đến giờ phút này, các cái thủ tục đã làm xong, cháu chính hiện nay đang là con của ông bà, ông Đăng, bà Bình, là cháu của cô, các ông, các bà, các bác, con viên họ nhà gái. À, đến giờ này cũng là giờ đẹp, và giờ là chúng tôi đã chuẩn bị để cho nhà trai chúng tôi đón cháu dâu về làm dâu của họ nhà trai. Thế trước khi đoàn nhà trai đưa cô dâu về nhà, thay mặt cho đoàn đại biểu của họ nhà trai, tôi được xin kính chúc các cụ, không các bà, các bác, họ nhà gái đã có tấm lòng trọng thị đón tiếp đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi, và cũng xin mời các cụ, không các bà, các bác đại diện cho họ nhà gái để đưa cháu Minh về làm cháu dâu của nhà trai chúng tôi. Và cũng xin chân thành cảm ơn. Bây giờ là đến giờ đưa dâu bên nhà gái chúng tôi, là coi như xin trân trọng kính mời tất cả các bác, các cô, các dì và tất cả các cháu, các em của bên nhà gái chúng ta là lên xe, hai xe ở phía đằng sau để đưa cháu Minh về nhà trai, và đồng thời chúng ta tham quan nhà trai. Xin mời tất cả chúng ta chuẩn bị hành trang. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story. Sure.
cụ vẫn thường nói, trăm năm chọn lấy một tháng, một tháng chọn lấy một ngày, và chắc chắn rằng một ngày chọn lấy một giờ tốt nhất, đó là giờ hoàng đạo. Giờ lúc rước dâu về làm lễ thất thành, chú dâu và chú rể cũng đã đến. Vâng, và ngày vui hạnh phúc này thì cũng thay lời cho những người làm chương trình của nhà trai. Vâng, có một câu nho nhỏ là miếng trầu là đầu câu chuyện, ăn miếng trầu cay để đắp say đôi lứa, và uống ngụm nước trà cho thắm đượm duyên quê. Miếng trầu cánh phượng ai thêm, trà ngon bắc thái êm đềm bờ môi. Vâng, và cũng kẹo ngọt trà ngon mời chư vị, gọi là đôi chút còn còn con, là tấm lòng của gia đình Hoàng Nhà Trai gửi tới toàn thể quan khách, các cụ công các bà, các cô dì chú bác, và đặc biệt là bạn trẻ thanh niên nam nữ là bạn bè của chú rể Đình Chính và cô dâu Thanh Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin toàn thể hội hôn nổ một tràng vỗ tay thật lớn để cho phép tôi được tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Đình Chính và cô dâu Thanh Minh. Xin phép được bắt đầu. Vâng, thật đúng là công cha cao thượng như non Thái, nghĩa mẹ sâu nặng tựa biển khơi. Dù con dâng trọn cuộc đời, không sao trả hết ơn người sinh ta. Và trong ngày vui hạnh phúc trăm năm như thế này thì không thể thiếu những lời vàng ngọc, những lời căn dặn từ những bậc làm cha làm mẹ. Vâng, và ngay sau đây xin kính mời một vị đại diện của Hoàng Nhà Gái sẽ có đôi lời phát biểu trước toàn thể hội hôn. Và xin toàn thể hội hôn nổ một tràng vỗ tay thật lớn cho một vị đại diện của Hoàng Nhà Gái. Kính thưa hội hôn, kính thưa toàn thể nhà trai, hôm nay là ngày lành tháng tốt, bên nhà gái chúng tôi cũng đầy đủ toàn bộ là các ông các bà của cháu Minh đấy. Và cùng toàn thể các anh các chị các bạn của cháu Minh cũng là có mặt ở đây để đưa cháu về nhập gia bên nhà trai. Và chúng tôi cũng đến giờ phút này thì có thể nói là đưa cháu Minh và cháu Chính về nhà đã là coi như trọn vẹn đúng nghĩa của chữ đưa dâu để nhập gia thủy tục. Xin phép các ông các bà bên nhà trai là cho các cháu làm đúng những cái quy định của bên nhà trai về vấn đề nhập gia. Xin hết ạ. Dạ vâng, và xin cảm ơn những lời vàng ngọc của một vị đại diện Hoàng Nhà Gái. Và xin đỡ lời lại những lời vàng ngọc của vị đại diện Hoàng Nhà Gái. Xin kính mời một vị đại diện của Hoàng Nhà Trai sẽ có đôi lời phát biểu trước toàn thể hội hôn. Và xin toàn thể hội hôn nổ một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Trước hết là thay mặt Hoàng Nhà Trai là xin cảm ơn các cụ trong quan viên Hoàng Nhà Gái và cảm ơn đại biểu phát biểu của Hoàng Nhà Gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên Hoàng Nhà Gái, kính thưa toàn thể hội hôn, kính thưa toàn thể quan viên hai họ, được sự đồng ý của hai gia đình cho phép hai cháu tìm hiểu chặng đường một thời gian quá khứ đến nay cũng là chín rồi, được sự đồng ý của hai gia đình, đồng ý của hai họ, được sự đồng ý của chính quyền hai địa phương, hôm nay hai gia đình và hai họ tiến hành tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu tại gia đình nhà trai, trong đó có đại diện của các cụ quan viên họ nhà gái chứng kiến và hội hôn chứng kiến ngày hôm nay. Trước hết xin phép họ nhà trai, xin phép các cụ họ nhà gái là cho cô dâu chú rể vào làm lễ gia tiên để trình với các cụ, sau đó vợ chồng đồng bác Chính và chị Minh là đi chào hỏi quan viên hai họ và mời dầu mời nước và bạn bè trong hội hôn ngày hôm nay. Trước hết là xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và hội hôn đã tới dự ngày đại lễ của hai cháu chúng tôi hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và xin cảm ơn hai vị đại diện của hai họ nhà. Em còn trách anh sao không tỏ tình, mà giờ đây em đeo trên ngón tay một lời yêu đắm say. Ngày cưới của anh và em có bao
người tới đây chúc cho chúng ta hạnh phúc suốt đời. Mới hôm nào anh còn trách em, mình không có từ. Và trong ngày vui hạnh phúc này thì xin toàn thể hội hôn sẽ chứng kiến một buổi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ thực hiện nghi lễ chào nhận cho nhau. Vẫn mong chờ có hoa đến trên áo anh dưới mây trời thiên thanh. Ngày cười là khi ta cùng vâng, vâng, tôi nhận rất là vừa vặn thể hiện tình yêu của cô dâu và chú rể thật là đẹp đôi. Và chúc cho cô dâu và chú rể mãi mãi bền chặt bên nhau như đôi nhẫn tình yêu trong ngày hôm nay. Vâng, và xin mời cô dâu. Và quý vị có muốn cô dâu và chú rể thể hiện tình yêu của mình trong ngày vui hạnh phúc này không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Tay của mọi người đâu rồi? Vâng, và ban tổ chức chúng tôi sẽ ra một điều lệ cho cô dâu và chú rể. Quyền thực hiện là của cô dâu và chú rể và sẽ có một điều lệ như sau. Nếu mà hôn vào tai cô dâu thì cuối năm sẽ đẻ 6 trai 2 gái. Còn hôn vào má cô dâu thì sẽ 4 gái và 3 trai. Còn nếu hôn chính diện vào đôi môi của cô dâu thì chúng ta sẽ được sao ạ? 1 trai 1 gái, đúng với sắc lệnh dân số đúng không ạ? Và quyền lựa chọn là của cô dâu và chú rể và cổ vũ như thế nào là quyền của các bạn. Vâng, mọi người hãy nổ một tràng pháo tay thật dài để chúc phúc chú dâu và chú rể đi ạ. Vâng, các bạn đâu rồi ạ? Hãy cổ vũ bằng mồm đi nào. Vâng, thật là ngon ngào ạ. Vâng, và ngay sau đây sẽ là những món quà của các vị đại diện của hai họ hai nhà sẽ dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc. Vâng, và xin kính mời những vị đại diện có món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc này. Chúng ta hãy cùng tiến bước về phía lễ đài để trao gửi những tình cảm của mình dành cho cô dâu và chú rể. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Qua đêm nay sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoang hôn thơ mộng vàng, nơi rừng thông xuyên địa đài, nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. Nơi biển xanh trong vời vợi, giữa mây trời tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi, rất hoang sơ, rất mơ hồ và thật nên thơ. Sẽ về với mấy ngàn dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn.
trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoang hôn thơ mộng vàng, nơi rừng thông xuyên địa đài, nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi. Thank you.
thân mật chung vui với hai gia đình và chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Đình Chính và cô dâu Thanh Minh được tổ chức tại Nguyễn Đình Center của chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép tôi thay mặt hai gia đình cùng cô dâu chú rể xin kính gửi tới toàn thể quý vị lời chào, lời cảm ơn trân trọng và những lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, trong niềm hân hoan này tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời các bạn đại diện gia đình hai họ, nhà trai, nhà gái lên sân khấu để cùng ra mắt và có đôi lời phát biểu với toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta cùng có mặt tại đây để chứng kiến và chúc phúc cho một trong những mối tình đẹp mà tạo hóa đã sắp đặt cho họ đến với nhau, yêu nhau, xe duyên, nên vợ thành chồng. Vâng, giờ đây là những phút thăng hoa của hai nhân vật chính, chú rể Đình Chính, cô dâu Thanh Minh. Xin quý vị đưa tròn tay thật lớn để chào đón cô dâu chú rể trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, trong không gian tràn ngập tình yêu và hạnh phúc với biết bao lời chúc phúc tốt lành dành cho cô dâu chú rể, giờ đây hai bạn Đình Chính và Thanh Minh đang tay trong tay, hai trái tim đang cùng chung nhịp đập để bước trên con đường của tình yêu. Của hai gia đình cùng cô dâu chú rể trên sân khấu ạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ cho phép tôi xin được cho bác lớn đại diện của hai gia đình có đôi lời phát biểu với toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời bác. Được sự vun đắp của hai gia đình và sự tìm hiểu sâu sắc của hai cháu, ngày hôm nay 30/8/2014, gia đình chúng tôi tổ chức bữa cơm thân mật để mời các quý vị đến chứng kiến sự thành hôn của các cháu. Trước lúc mà vào tiệc vui, gia đình chúng tôi mong các quý vị cùng nâng cấp, chúc cho hạnh phúc của các cháu được bền chặt. Xin mời ạ. Thay mặt cho hai gia đình, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đã bớt chút thời gian, bớt chút những công việc của mình đến đây dự lễ thành hôn cho hai cháu. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng lên trên sân khấu để chứng giây phút thật là thiêng liêng và trọng đại của cô dâu chú rể. Xin mời hai bạn cùng chung tay các bánh cưới và rất diệu hạnh phúc. Tonight, no one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope that deep inside you'll feel it too. Tonight our spirit to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight, tonight I celebrate my love for you and that midnight sun. What I want most to do is to get close to you tonight. Tonight I celebrate my love.
biết bao điều đổi thay. Sao thời gian trôi thật mau, để giờ đây tôi thầm biết được rằng thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi. Mãi mãi trong tôi những kỷ niệm khó phai. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói, tận đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên. Cảm ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình cho niềm hạnh phúc ấm êm không những lo toan. Cảm ơn người dạy dỗ, cảm ơn người sinh thành, để bây giờ khôn lớn bước qua bao đắng cay cuộc đời. Mãi mãi trong tôi những kỷ niệm khó phai. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói, từ đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên.